Chào các bác nhé. Hôm nay bên em có một bộ gia đình ở bên Triệu Việt Vương cho cô Luyến. Hôm nay đã là 24 Tết rồi, đường rất là đông. Đến nơi rồi. Đây là 156 Triệu Việt Vương. Cấu hình của cô sẽ gồm một đôi loa Nitis, một con đẩy TA802, quản lý nguồn QRD và vang Q520. Nhà cô Quỳnh thì ở trên tầng 10 cơ, nên là bây giờ thì phải đi thang máy thôi. Em vừa kết nối xong xuôi tất cả thiết bị. Tủ thiết bị của cô sẽ gồm trên cùng đó là một đầu thu micro Beyer BF980. Tiếp theo đó là một vang Shiso Q520A. Tiếp theo đó là quản lý nguồn Kuladi X108. Và cuối cùng đó là một con đẩy 2 kênh TA802 của Hao. Loa Amid Made in Spain. Đâu là cái micro đâu? Bây giờ sẽ lên nhạc thử. Ngày xưa đã trời mây gió, trời mây gió.
quá.